siêu phẩm xe tải van Terra V8 vừa mới cho ra mắt trên thị trường hiện nay, có kích thước thùng dài và rộng nhất trong phân khúc. Đặc biệt hơn, sở hữu động cơ công nghệ mới nhưng giá chỉ hơn 300 triệu. Mình chào toàn thể quý khách hàng, rất vui khi mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị xe tải An Sương. Mình là Sửu, là đại diện kinh doanh tại ô tô An Sương. Thì hôm nay Sửu sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng xe van Terra V8 vừa mới cho ra mắt trên thị trường hiện nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần ngoài thất nhé. Thì quý anh chị có thể thấy rồi, ngôn ngữ thiết kế của cái dòng xe van Terra V8 này thì vẫn giống như một số cái dòng xe van khác, là cái cabin nó sẽ được dài ra phía trước một góc, giúp cho xe có khí động lực học tốt hơn, cũng như là chạy xe sẽ đâm hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và tiếp theo, nhà máy Dehanmoto đã thiết kế một cái mặt ga lăng mạ chrome nha quý anh chị. Nhưng những cái thanh dọc này sẽ hình theo cái những cái hình mái treo, giúp cho xe cảm giác như là mạnh mẽ, chắc chắn hơn nha. Bên cạnh đó là bộ đèn bi xenon kết hợp với đèn halogen, có một góc sắc siêu rộng, giúp cho xe mình có thể chạy an toàn hơn. Phía dưới thì sẽ có một cái đèn gầm đây nha quý anh chị. Cái đèn gầm này thì mình sẽ bật lên trong những thời tiết khó khăn, giúp cho xe mình sẽ đi một cách an toàn hơn. Và một điểm Sửu khá là thích ở cái dòng xe van Terra V8 này, đó chính là xe những cái phần mũ này được sơn màu đen nha quý anh chị. Sửu thấy là cái đầu cabin này nó cảm giác như là rất là cá tính nha quý anh chị. Vâng, và tiếp theo đó chính là về kích thước tổng thể của chiếc xe Terra V8 này, cũng như là về tải trọng và khung gầm. Thì về phần kích thước tổng thể, chiếc xe van Terra V8 này có chiều dài là 4m84, chiều rộng là 1m74 và chiều cao là 2m020. Tải trọng của dòng xe này là 945 kg, mình có thể ra vào phố 24/24 nha. Và về phần khung gầm thì mời cameraman có thể quay sát lại đây. Thì lốp xe ở trước này là sử dụng lốp của Kumho nha quý vị, một cái lốp khá là nổi tiếng. Và ngoài ra lốp này là lốp không có ruột, mâm của nó là mâm 14 inch nha, rất là to và gọi là thoáng nha quý vị. Ở phía trước á, thì hệ thống keo được sử dụng là giò gà, và phía sau thì sẽ được kết hợp với thêm là nhíp nha, giúp cho quý chị là chở được tải tốt hơn, cũng như là hàng hóa trong lúc vận chuyển sẽ êm ái hơn. Vâng, và tiếp theo đó chính là về phần thùng hàng. Đây có thể nói là cái phần quan trọng nhất khi mình đi mua xe. Thì cái thùng hàng của chiếc xe V8 này nó có kích thước ra sao, vật liệu như thế nào và nó có những điểm gì đặc biệt, hãy cùng Sửu đi vào tìm hiểu nha. Đây, cái điểm đặc biệt đầu tiên mà Sửu muốn gửi tới cho quý anh chị đó chính là về cái phần thùng hàng của chiếc xe V8 này, được trang bị sẵn một cái hốc để đồ nghề đây nha quý anh chị. Đây, ở đây là duy nhất luôn nha, duy nhất cái dòng V8 này mới được thiết kế như vậy nha. Đây là có một cái cục kích sẵn rồi. Ngoài ra quý anh chị có những cái chìa khóa hay là những cái đồ nghề gì mình có thể để sẵn vào trong này luôn nha quý anh chị. Đó là cái điểm đặc biệt đầu tiên. Thì mình sẽ đi ra phía sau này để mình coi về cái kết cấu của cái thùng hàng chiếc xe V8 này luôn nha. Đây, quý anh chị có thể thấy không? Đây là nó sẽ ghi rõ ở phía sau thùng là Terra V8 đây luôn nha quý anh chị, số loại của xe luôn. Và tiếp theo là xe được thiết kế theo kiểu mở hai bên ra nha quý anh chị. Đây thì mở ra một phát là 180 độ và mình có thể mở ra 90 độ nha quý anh chị. Đây. Cực kỳ tiện lợi cho quý anh chị luôn. Mình có thể dễ dàng lên xuống hàng hóa hoặc có thể sử dụng máy nâng để lên xuống hàng hóa luôn nha. Và một cái điểm tiếp theo ở sau cái thùng hàng Sửu khá là thích, đó chính là xe được trang bị cảm biến lùi nha quý anh chị. Xe được trang bị cảm biến lùi ở phía sau này luôn, giúp cho quý anh chị an toàn khi dây xe. Và tiếp theo Sửu sẽ lên trên này. Đây là trên cái thùng hàng nha, rất là cứng cáp nha quý anh chị. Về cái tiếp theo đó chính là kích thước thùng nha. Thì luôn tiện ở đây Sửu sẽ nói luôn là chiều dài của thùng Terra V8 là 2m8, chiều rộng là 1m55 và chiều cao là 1m33, gần tới 6 khối nha. Đây có thể nói là cái thùng hàng cực kỳ rộng, rộng nhất trong phân khúc luôn. Và một cái điểm tiếp theo Sửu muốn nói với quý anh chị đó là chính là về cái phần sàn nha. Phần sàn đây là phần sàn bằng kim loại và dập lá me. Vật liệu của sàn này là sàn nhôm nha quý anh chị, chứ không phải sàn inox nha. Nhiều quý anh chị chưa tìm hiểu kỹ thì nghĩ đây là sàn inox, nhưng mà đây là sàn nhôm nha. Nó rất là chắc chắn. Hai cái ốp bánh xe đều được ốp lên đồng bộ nha quý anh chị. Và một cái điểm tiếp theo
là xe ở trong thùng hàng là trang bị hai cái đèn nha quý chị, một cái đèn ở đây và một cái đèn ở phía sau này đó, hai cái đèn giúp cho mình có thể sáng sủa hơn khi lấy hàng vào ban đêm. Và ở trong thùng này chú thấy là về cái phần vật liệu cũng như là phần động sơn của thùng hàng xe Terra V8 là khá là chắc chắn luôn, có thể nói là chắc chắn nhất luôn nha quý chị. Anh chị cứ ghé đi, ghé tại An Sương rồi mình trải nghiệm đó, chú đóng thử cho quý chị xem nè, không cực kỳ cứng cáp nha. Trong phân khúc là cái dòng này chú thấy là rất là ổn định về phần thùng hàng. Vâng, và tiếp theo đó chính là về phần động cơ nha quý chị. Đối với chiếc xe van Terra V6 này thì mang động cơ sở hữu công nghệ của Nhật Bản nha quý chị, dung tích xi lanh là 1.6 và đạt được công suất cực đại là 122 mã lực, tại số vòng quay là 6.000 vòng trên phút. Đối với cái mô men xoắn á, thì cái dòng xe này đạt được tầm 158 newton trên mét nha quý chị. Và đặc biệt hơn, động cơ này là động cơ Euro 5, rất là thân thiện với môi trường và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, và tiếp theo đó chính là về phần nội thất của dòng xe van Terra V8 nha quý chị. Đây, hiện tại là sự đang ngồi trên cái không gian của xe Terra V8 là sự thấy là khá là rộng rãi nha quý chị. Và ngoài ra thì ngồi lên cái ghế này nè, rất là ôm nha, có cả cái bệ tì tay này nè, cực kỳ thoải mái luôn. Cái bộ ghế này là sự rất là kết nha quý chị. Ngoài ra một cái điểm khá là đặc biệt ở trong cái nội thất đó chính là vì có cái khe để điện thoại nha quý chị. Đây, dòng này là có sẵn cái khe để quý chị xem giải trí trên này luôn, hoặc là coi những cái đường đi khi mình vận hành cái xe nha quý chị. Xe thì trang bị đầy đủ những tiện nghi giống như là trợ lực lái này, khóa điện này, kính điện cũng như là màn hình theo xe nha quý vị, có màn hình đầy đủ luôn. Máy lạnh thì cực kỳ mát nha. Đấy, kê sổ bật lên hết cho quý vị xem luôn nha. Trợ lực lái cực kỳ nhẹ nhàng. Kê nha. Thì xe nói chung là trang bị hầu như ở trong cái cabin là đầy đủ hết rồi. Chỉ còn chú thấy là một cái chỗ là về cái phần cam hành trình đối với cái dòng xe này thì chưa có được trang bị nha. Nếu như mà nhà máy trang bị thêm được thêm cái đó thì rất là ok nha quý chị. Vâng, vừa rồi Sù đã giới thiệu tổng quan cũng như là chi tiết chiếc xe van Terra V8. Thì quý anh chị nào thắc mắc về xe, muốn lái thử xe hoặc là muốn tư vấn kỹ hơn thì có thể ghé tại ô tô An Sương hoặc liên hệ trực tiếp vào hotline. Cảm ơn quý khách đã xem video. Chúc cho quý khách có một ngày làm việc thật là tuyệt vời, thật là năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.